Mr. Perfect, quý ông hoàn hảo. Show truyền hình nổi tiếng thế giới đã đến Việt Nam. Ai sẽ là quý ông hoàn hảo Việt Nam 2017? Một chương trình của 400 khán giả nữ cùng 3 vị khách mời là những quý cô nổi tiếng cùng đi tìm kiếm những quý ông hoàn hảo. Trong khoảng thời gian 1 giờ vàng, 5 quý ông phải chứng minh cho các quý cô thấy rằng họ chính là món quà trời cho dành cho phụ nữ. Các quý ông không phải là những diễn viên trình diễn trên sân khấu, mà là những người đàn ông thể hiện được tính cách thực trong đời thường và thể hiện được phẩm chất hài hước, thông minh của mình. Trước mỗi chương trình, các thí sinh sẽ xuất hiện bằng một đoạn clip tự giới thiệu về bản thân. Sau đó, họ sẽ đối mặt với những vòng thi cực kỳ thú vị. Trong phần thi The Guy Test, quý ông mạnh mẽ. Các quý ông phải đối mặt với những thử thách trả lời các câu hỏi ngẫu nhiên trong khi cố bám lấy một cái cột. Khán giả và ban giám khảo sẽ ấn nút quyết định xem ai là người được chọn và ai là người bị loại. Và thí sinh bị dội nước lạnh trong ngăn kính chính là người phải tạm biệt chương trình. Tiếp theo, các thí sinh còn lại sẽ phải đối mặt với phần thi The Clever Test, quý ông thông minh. Họ sẽ phải tự thiết kế, sáng tạo nên phong cách cho người phụ nữ trong mơ của mình. Sau phần thi này, một quý ông nữa sẽ phải rời khỏi cuộc chơi. Bước đến vòng thi The Everyday Test, quý ông lịch lãm. Các tình huống bối rối, hài hước, tự nhiên, dở khóc dở cười được tung ra nhằm thử thách tài ứng biến và bộc lộ tính cách của các quý ông. Và rồi cuối cùng, hai thí sinh sẽ phải đối mặt với phần thi The Mr. Perfect Test, quý ông hoàn hảo. Hai thí sinh cuối cùng còn ở lại sẽ đối mặt trực tiếp với ban giám khảo để trả lời các câu hỏi một cách thông minh, vui nhộn. Ai sáng tạo hơn, ai gây được nhiều bất ngờ hơn với khán giả sẽ là người chiến thắng và giành được danh hiệu quý ông hoàn hảo. Mr. Perfect, quý ông hoàn hảo, nơi hai nửa thế giới cùng được tỏa sáng và thăng hoa. Hãy đón xem Mr. Perfect, quý ông hoàn hảo phiên bản Việt Nam lúc 22 giờ thứ bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 năm 2017 trên kênh HTV7, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sâm Heavy thật tuyệt vời, thông xoang quang mũi cho đời thêm vui. Sâm Heavy hỗ trợ điều trị viêm xoang.